Người thứ ba. Cái tính ba em nó thay đổi luôn. Ba em mỗi lần đi làm về cái là bắt đầu tắm rửa rồi xịt nước hoa rồi đi răng ngồi. Khi con nhỏ nó, khi mà nó biết được gia đình em phát hiện rồi á, cái nó kiểu nó lái được tiền của ba hết rồi, xong cái ba em phá sản. Con của bà vợ nhỏ nó chở thằng em của em đi, nó cố tình tông vô cái ca trên đường á. Thằng trước né được, thằng bạn nó nhảy ra, còn thằng em dính giữa là đập nào chết. Tất cả là tại giờ bà hết. Nếu bà không còn cho bà vẫn còn điện lại bước vào gia đình này thì em còn không có chết. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Người Thứ Ba. Một tuần đã trôi qua rồi và không biết là mọi người đã tạm lắng cảm xúc của mình xuống với câu chuyện của tuần rồi hay chưa. Tuần này thì chúng ta lại đón nhận thêm một nhân vật nữa đến với Người Thứ Ba. Tuy nhiên chuyện của họ là câu chuyện của một người mang nhiều đau khổ vì bị một người khác xen chân vào mối quan hệ của mình. Hay họ là người trong những phút giây nông nổi đã tìm đến với một cái mối quan hệ khác ngoài hôn nhân. Hay họ là người phải chấp nhận một cái sự trớ trêu của thân phận, của cuộc sống để trở thành người thứ ba trong một cái mối quan hệ của người khác. Tất cả mọi chuyện thì chỉ có nhân vật chúng ta mới là người trả lời thôi. Cho nên là bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật của tuần này để có thể giải đáp hết những cái thắc mắc và được nghe kể chuyện mọi người nha. Chào bạn. Dạ em chào chị, chào các vị khán giả. Em năm nay 30 tuổi, em đến từ Quảng Nam và hiện tại em đang sinh sống ở Sài Gòn. Hôm nay là em đến đây nói về câu chuyện của, thật sự là của gia đình của em. Vậy thì cái câu chuyện của mình ngày hôm nay mà mình mang đến cho quý vị khán giả là câu chuyện của gia đình, thì cái nhân vật mà mình định kể trong câu chuyện đó là, có mối quan hệ như thế nào với mình? Là ba của em, lúc mà em còn nhỏ là ba mẹ em phải vào Sài Gòn bán bánh bao để lập nghiệp. Em thì ở với bà nội. Cái khoảng lúc đó em mới học lớp 1 ấy, thì ba em, mẹ em làm ăn được rồi mới về quê. Thì lúc đó ba em bắt đầu có tiền đi mua xe ô tô để chở khách. Rồi cái dần dần có tiền thêm mới đi mua chiếc xe tải nhỏ cho má em ở nhà bán hàng. Lúc mà ba em làm mua ngủ thì có tiền á, có tiền bắt đầu ba em ở ngồi gái gú. Thế lúc đó gia đình của mình là có bao nhiêu người, bạn là con thứ mấy trong gia đình? Dạ em là con đầu, ba mẹ em còn hai đứa em nữa. Mình có nghe ba hoặc mẹ kể lại với mình rằng hồi xưa họ đã kết hôn với nhau trong cái hoàn cảnh nào không? Mẹ em với ba em là cưới nhau là do ông bà ngoại em dặn xếp, chứ mẹ em cũng, lúc đó mẹ em cũng chưa gặp ba em nhiều. Có nghĩa là do người lớn, dạ, do người lớn thu xếp. Họ có yêu thương nhau dần dần, họ có thuận hòa không? Dạ có, ba mẹ em lúc đầu thì ba mẹ em rất là thuận hòa với ba em, là lúc đầu thì ba em rất là thương vợ, thương con lắm. Nhưng mà cái khi mà ba em làm ra tiền cái gối ngồi thì lúc đó bắt kiểu như ba, cái tính ba em nó thay đổi luôn. Mà mẹ em thì cái kiểu là mẹ em mà rất là tin tưởng vào chồng của mình, là nghĩ là chồng mình dạy chắc không ai ưng đâu. Tại vì ba em mỗi lần đi làm về cái là bắt đầu tắm rửa rồi xịt nước hoa rồi đi răng ngồi, thì mẹ em cứ nghĩ là ba em đi gặp mà mấy anh em ở trong nhà để thôi, chứ không có gì đâu. Mà lúc đó là mẹ em cũng không phát hiện luôn. Mà chính bà nội của em là người thấy ba em dạy cái nói với má em, kêu là con coi lại chồng con đi, chứ chồng con là bây giờ má thấy lạ lắm mà nha. Cái má, bản thân má em nó kêu chồng con không có gì đâu, tại vì tính chồng con dạy ai mà ưng rồi đó. Nói gì đó, cái xong cái em cả xóm bắt đầu cái người ta lăn truyền ra là ba em có tiền nó xa nhà cho con nhỏ mà ba em đơn quen nó luôn á. Là cái em lúc đầu lắm đó, là má em cũng không tin. Cái xong cái mọi người xóm chở má em tới tận nhà luôn, là thấy cái nhà đã đăng sai luôn. Mà lúc đó là như là má em cũng biết đánh ghen luôn. Mọi người bạn bè xuống ấy, kêu đi đánh ghen em á, hỏi không đánh. Cái xong xuống tới nè, cái ba em nghe được má em tới, cái bắt đầu ba em bỏ về. Cái con nhỏ nó, khi mà nó biết được gia đình em phát hiện rồi á, cái nó kiểu nó lái được tiền của ba hết rồi. Xong cái ba em phá sản. Ba em thì ổng kiểu như là bị lái từ tài sản rồi, nên ông cứ buồn cái đi nhậu. Nhậu về cái là bắt đầu kiếm chuyện, mà kiếm chuyện với em chính là bản thân em luôn. Kiểu là em đang ngồi học, cái đơn giản là em là bình thường đi học, ngồi học thì em cứ chào ba kêu ủa sao mày thấy tao không chào, nói vậy đó. Cái kêu má em kêu thì nó chào ông rồi, mày biết gì mày nói. Cái bắt đầu quấn em, cứ quấn luôn má em. Cái xong lúc đó là
cái em nói mà, cái là ba em bỏ đi. Cái xong em mới nói, em mới má kêu là sao má biết ba vậy rồi mà sao má vẫn chấp nhận. Cái má em kêu là vì má chị em. Lúc mà ba bạn quen với cái người phụ nữ kia thì trong ký ức của bạn là bạn có nhớ những chuyện đó không, hay là dạ, sau này mình nghe mọi người kể lại thì mình mới nhớ? Em là người chứng kiến, là em chứng kiến là ba đánh mẹ em. Đến mà khi mà ba đánh mẹ em là lúc đó là em học lớp 6, cuối năm lớp 6 chuẩn bị qua lớp 7. Duy trì cái mối quan hệ với cái người phụ nữ kia trong bao lâu thì mới dừng lại, mới đổ bể và dừng lại? Năm em học lớp 6. 4 năm trời, nhà mình không biết à, hay là mẹ bạn biết nhưng mà mẹ bạn không đi tìm hiểu đến cùng? Kiểu mẹ em biết là, nhưng mà mẹ em cũng không có muốn đi tới. Vì sao? Tại vì mẹ em kêu là nếu má làm tới thì kiểu ổng sẽ kiếm chuyện của mình rồi. Với lại má kêu là không muốn đi hôn. Thì vì muốn giữ cái duy trì cái cuộc hôn nhân này để vì mấy chị em. Thế thì khi mà ba bạn đánh mẹ bạn á, thì là vì cái mối quan hệ đó nó có và nó đổ vỡ thì ông mới bực tức và ông đánh, hay là vốn ba của bạn cũng là một cái người chồng, một người cha, đôi khi cũng có đánh vợ con ngay từ trước khi ông ấy quen một người phụ nữ khác? Ba em hồi trước giờ thì em chưa thấy ba em đánh, nhưng chỉ có giận thì ba em kiểu đùi thôi, cái bỏ đi vậy. Khi mà mình lớp 6 và mình đề nghị mẹ ly hôn, thì từ lúc mà bạn đề nghị mẹ ly hôn cho đến cái lúc mà mẹ bạn đồng ý là bao lâu? Dạ, lúc đó là cuối năm lớp 7 là mẹ em bắt đầu ly hôn với ba em chính thức. Vậy thì đến cái điểm nào, đến cái lý do gì mà mẹ bạn chấp nhận thay đổi suy nghĩ và đồng ý ly hôn? Tại lúc đó là em một phần cũng nói với má em kêu là tại vì má kiểu má suốt ngày má lo chuột con, má không lo chăm sóc bé Ngọt ấy. Nên ba con ấm ngồi với dạy. Mà tính bản tính ổng đã dạy rồi á, thì cho dù má tiếp tục thì cũng không bao giờ thay đổi. Với lại em nói là bây giờ tụi con quá lớn rồi, dù gì ba thì cũng là ba tụi con, không bao giờ bỏ tụi con được. Thằng Út ở với mẹ, còn hai đứa lớn sẽ ở với ba. Với lại má cũng có một phần được ông bà ngồi động viên để đi hôn á. Mà okay. Khi mà ba bạn quen cái cô bán quán nhậu là lúc đó ba đã ly hôn mẹ rồi hay là chưa ly hôn? Dạ ly hôn. Đó thì bắt đầu gia đình em cũng xó trộn hơn nữa. Thế thì khi mà ba với mẹ ly hôn xong, mình ở chung với ba, thì mình có quan sát thấy rằng là ba nuối tiếc cái cuộc hôn nhân với mẹ không? Dạ có. Ba em nuối tiếc nhưng mà kiểu như gia đình ngoại em không thể chấp nhận. Có nghĩa là ba cũng đã có nỗ lực hàn gắn. Dạ rồi, nhưng mà gia đình ngoại em không chấp nhận. Năm đó là mình học lớp mấy? 5 năm đó là bắt đầu em học cao đẳng năm nhất. Thế thì khi mà ba có thêm một mối quan hệ nữa thì lúc đó cảm giác của mình như thế nào? Ba hứa với em là ba sẽ không đi muốn nữa. Nhưng mà tự nhiên cái đùng một phát khi em học mới cao đẳng thì nghe ba dẫn người khác về, em kiểu tuyệt vọng. Tại vì mình tin ba mình thì chắc ba mình sẽ không đi thêm mức nữa, sẽ lo cho mấy chị em mình giống như là ba đã hứa. Nhưng mình, mà bây giờ ba đang thất hứa mình. Bà kia đã có bầu rồi thì đó cũng là một đứa em của mình nên mình cũng không thể bỏ được. Bây giờ quay trở lại lời hứa với của ba đi, thì thực tế thì ba với mẹ cũng không thể quay lại với nhau. Lúc đó bạn rất mong muốn là ba không đi thêm bước nữa, là vì bạn vẫn hy vọng là ba với mẹ sẽ quay trở lại, hay là bạn hy vọng là ba phải dành cái cuộc đời còn lại của ba để lo cho tụi con? Cho dù đi hôn thì em muốn mà ba em, cho dù ba em có làm được tiền thế nào thì em muốn ba em cũng có phần lo lắng lại cho mẹ. Tại vì em thấy là từ khi mà mẹ em sống với ba em là đã quá thiệt thòi rồi, không có kiểu là không được sung sướng như ta. Mình có muốn gì cũng tốt đẹp cho mẹ mình hết. Đến thời điểm này cái suy nghĩ đó của bạn có còn không? Dạ còn. Mà bây giờ thì ba em nó đỡ hơn trước. Tới 1 giờ sáng là thằng thứ hai đó, con của bà vợ nhỏ, nó chở thằng em của em đi. Nó cố tình tông vô cái cây trên đường á. Thằng trước né được, thằng bạn nó nhảy ra, còn thằng em dính giữa là đập nào chết. Là lúc đó là kiểu như em hận. Chuyện đó diễn ra cách đây bao lâu rồi? Tháng 7 2017. Ba em bắt đầu xóa hiện trường luôn. Xe nó bị nát như thế nào là ba em xóa hiện trường, không có để một dấu vết gì trong đó. Kiểu là không muốn nhân công an tới tìm mà cũng không muốn điều tra gì hết. Em biết tính ba em là sĩ diện.
nên ba em sẽ không là muốn làm gì ảnh hưởng tới ổng. Em nói ổng cứ kêu là thách mày làm gì được nó, là thách em làm gì được con riêng của bà về nhỏ đó. Nên duyên từ một chuyến du lịch. Vợ mình qua một lần đổ vỡ, tìm hiểu thì thấy có nhiều cái hợp, quyết định là đi tới với nhau. Em không có quan tâm chồng em nghĩ gì đâu, em cứ theo ý em làm thôi. Cho nên vợ chồng em có nhiều cái mâu thuẫn. Cùng nhau dung hòa những đối lập vùng miền. Chúng ta nhận ra rất nhiều thứ chúng ta cần ở cái người bên cạnh của mình. Anh tôi chắc cũng thay đổi để cho Hà có thể dung hòa chấp nhận, và Hà cũng thay đổi để cho anh chấp nhận, đúng không? Dạ đúng rồi. Thuận vợ thuận chồng, chủ đề dung hòa của cặp đôi anh Phạm Quốc Tuấn và chị Đinh Thị Hà được phát sóng 10 giờ sáng thứ ba hàng tuần trên kênh JTV Show. Thế thì quay trở lại với cái cuộc hôn nhân sau, thì bạn đón nhận cái người vợ sau của ba như thế nào? Cô đó thì lúc đầu cũng tính cũng chướng kỳ lắm. Trước mặt ba em á thì rất thương mấy chị em. Nhưng mà sau lưng thì không. Biết tụi em hồi nhỏ giờ tụi em không ăn cá được, cố tình mua cá cho tụi em ăn, tại vì tụi em ăn là dị ứng á. Mua về cho tụi em ăn. Cái xong cái khi nào ba về cấp đầu chuyển qua mua thịt. Em lúc đầu thì em im lặng không nói, xong cái khi xong cái nhiều lúc ba em kêu ủa sao mà ở nhà có đang không ăn á. Cái khi xong cái hôm nó kêu nhà có cá không ăn gì. Là lúc đó ba mới ở tụ với bạn coi có cá. Là lúc đó là ở chung với nhau được bao lâu rồi? Dạ 10 năm. Thế thì cái sinh hoạt trong gia đình, ngoài cái việc mà cổ trước mặt ba thì cổ đối xử khác, sau lưng thì cổ đối xử khác, thì có còn những cái vướng mắc nào trong cái mối quan hệ giữa mình và mẹ sau không? Nhiều lúc mẹ em vô thăm tụi em á, khi bắt đầu kiếm chuyện, khi đi núi sáu mẹ em với trước mặt mấy cô chú của em. Khi em nghe được thì tính em là em không thích ai nói xấu mà em hết. Em nói kìa cô nói gì nói, cô làm gì con không được hết. Mà cô đừng bây giờ nói với mẹ con. Mẹ con không có làm gì cô hết. Với mẹ con cũng chẳng dành cái tài sản gì ở đây hết á. Mẹ con là người đẻ ra mấy em con thì vô thăm nuôi con đó là quyền bình thường. Chứ không phải mẹ mì muốn vô đây dành tài sản đồ lấy cái nhà này hả? Kêu không, nếu mà mẹ con muốn mẹ con đã lấy từ lâu rồi, không phải bây giờ. Rồi xong cái sau này thằng em kế của em bị mất là do con riêng của bà nhỏ này, lúc nào đó có hai đứa con riêng rồi. Vô bà dẫn vô đỡ, khi mà em trai em gần mất là chính là cái thằng con thứ hai của bà nhỏ chở nó đi. Mà lúc đó là thằng đó nó nhắn tin với thằng em của em á, là kêu là anh ơi em buồn quá, lên nhậu em đi, em mới chia tay người yêu. Thì thằng em là cứ tính là nó rất thương anh em trong nhà, cho dù là không cùng chị hết nhưng mà cũng ở trong nhà cũng là anh em. Này nó tới nó nhậu xong cái đầu bắt đầu thằng mà con thứ hai của bà già nhỏ là nói với thằng út em kêu thôi anh về đi, có gì để tí em chở anh ba về sau. Tới khuya một giờ sáng là thằng thứ hai đó, con của bà già nhỏ, nó chở thằng em của em đi, mà nó xỉn lắm, mà nó mà mắt không ra, nó chở thằng em của em đi, rồi thằng em của em ngồi chính giữa, rồi thằng bạn của bạn của thằng bạn em nữa, nó cố tình tông vô cái ca trên đường á. Thằng trước né được, thằng bạn nó nhảy ra, còn là em chính giữa là đập nào chết. Và lúc đó là kiểu như em hận. Chuyện đã diễn ra cách đây bao lâu rồi? Tháng 7 2017, ba em bắt đầu xóa hiện trường luôn. Hiện trường là cái xe nó bị đỏ, bị nát như thế nào là ba em xóa hết hiện trường, không có để một dấu vết gì luôn đó. Kiểu là không muốn công an tới tìm, mà cũng không muốn điều tra gì hết. Lúc đó em bắt đầu em hận. Ba giải thích với bạn như thế nào về cái việc là ông xóa hết hiện trường? Em nói ổng cái kêu là thách mày làm gì được nó, là thách em làm gì được con riêng của bà về nhỏ đó. Tại vì em đã xóa hết hiện trường rồi nên không có gì mà để làm. Còn nếu mà mình điều tra ra là mình phải kêu người ta kiếm lại thi của em trai mình á. Mà mẹ em không cho. Mẹ của bạn phản ứng như thế nào với việc này? Mẹ em rất sợ, tại vì mẹ em rất thương ngộ thằng đó. Mà mẹ em cũng không có nghĩ là em của em ra đi giành giải. Với mẹ em của lúc đó cũng hận lắm. Nhưng mà kiểu mẹ em thấy đạo Phật á, nên kiểu là thôi để họ em trai đi, cho em trai đi thông thản. Nếu mình làm hơn thì em mình sẽ đau. Phản ứng của người vợ sau thì sao? Dạ rất bình tĩnh. Trước mặt thì khóc khóc lóc vậy thôi, chứ sao bản bình tĩnh không có gì. Mà thằng trẻ em trai của em đi, nó không bị một cái vết chà trước. Vậy em của em đưa về Quảng Nam, là đưa về nhà của ông bà nội em,
bà sau với lại thằng đó cũng về. Ông bà nội em thì vẫn bình thường, nhưng mà có mình em không cho vô nhà. Thật lúc đó em hận nữa. Rồi cái ba em bắt đầu biết chuyện về quậy ông bà nội em. Tất cả là tại giờ bà hết. Nếu bà không dẫn người này bước vào cuộc sống của gia đình này, nếu bà không cho bà dẫn con điện lại bước vào cái gia đình này, thì em còn không có chết. Cái nó kêu giờ mày làm gì đó. Rồi nó cái kêu tôi hận nó. Thế thì quay trở lại với chuyện gia đình của mình, thì theo bạn là vì những người thứ ba xuất hiện mà gia đình của mình có chuyện, hay là vốn dĩ cái gắn kết giữa ba mình và mẹ mình là cái gắn kết mà nó đã không có bền chắc rồi? Chỉ có người thứ ba thôi. Tại vì trước đây ba em không phải ba em bất thương mẹ được như trước. Tại vì người thứ ba đâu thể tự nhiên chen vô chân vô gia đình của mình nếu như ba mình không mở cửa đón người ta vô. Thì đúng rồi, thì do ba em làm ăn có tiền đó chị. Chứ nếu mà chị nghĩ như mà thời mà khó khăn nghèo khổ với nhau, tại sao mà có tiền là bắt đầu sinh tật? Như vậy là tại ba hay tại người thứ ba? Một phần lỗi ba, cũng một phần lỗi người ta nữa. Thực ra em biết không, có thể mẹ em đã vui lâu rồi đó. Yeah. Có thể mẹ em đã bỏ lại cái cuộc hôn nhân đó trong quá khứ rồi. Nhưng nếu như mà em cứ liên tục có những cái cuộc trò chuyện với mẹ theo cái nội dung là con tội nghiệp mẹ, mẹ rất là thiệt thòi, hoặc là cái cô kia cổ đến sau và cổ nhận được nhiều sự chăm sóc của ba. Đôi khi mình dùng cái sự ấm ức của mình nói chuyện với mẹ, có thể mình khơi lại nỗi đau. Chứ thực ra mẹ đã an lòng từ lâu rồi. Thật khi mẹ ly hôn bây giờ em không có nhắc vụ đó nữa. Tại em vì... không nhắc, nhưng mà em thật sự buông bỏ chưa? Thế là em kiểu mà lúc mà mẹ em ly hôn ba em á, là em biết mà nếu em nhắc ra thì đôi lúc mẹ em có suy nghĩ, kiểu em không muốn mẹ suy nghĩ gì hết. Rồi cái thì mình lúc đầu thì mình còn nhỏ chị, mình không có làm ra tiền á, nên mình cứ nghĩ là ba mình phải có cái có trách nhiệm gì đó với mẹ của mình. Tại vì mình thấy bà này được quá mà mẹ mình không có, mình thấy thiệt thòi, mình phải muốn vậy. Mà sau kiểu mình lớn lên bắt đầu suy nghĩ mình khác, là kiểu mình cũng lớn lên rồi, mình tự làm ra tiền rồi, mình có thể lo cho mẹ được. Thế thì khi ngày hôm nay mình quyết định tham gia và kể cái câu chuyện của mình cho quý vị khán giả, thì cái điều mà em rất là mong muốn được chia sẻ, được gửi gắm những người chồng mà cho dù là người vợ của mình không có sửa soạn này nọ thì cũng là vợ của mình. Và hãy nhớ là cho dù mình giàu lên hay như thế nào thì cũng phải nhớ tới người mà đồng hành củng cố mình. Em có tin vào hôn nhân không? Hôn nhân của riêng em? Dạ. Vì không. Sao? Tại vì em có một lần đổ vỡ. Cái sự đổ vỡ của riêng mình là cũng đến từ người thứ ba? Dạ không. Do chính người chồng của mình. Tại chồng của mình kiểu chồng mình coi thường mình, không làm bạc tiền. Thì chị biết tính mấy người ở quê thì em theo mình nội em. Mà nội em nói là lấy chồng về thì để chồng lo. Thì mình chỉ việc đơn giản, mình chỉ việc ở nhà lo cơm nước thôi. Mình thì sống theo ông bà, nên cái ông bà dặn gì thì mình làm vậy. Nhưng mà mình không nghĩ đó là một điều bị vô thường. Mà lúc đó là người chồng của em là được ba em cho đi học nghề lái xe, là người đó có tiền học xong rồi, là được nhà em cho hỗ trợ tiền để đi lái xe taxi ở Hội An, Mê Linh. Rồi lúc đó người ta làm tháng 6 triệu, mà ở nhà mình đâu có làm gì ra tiền đâu. Cái người ta kiểu ý mình làm ra tiền, mà ở nhà phải làm vậy vậy đó. Còn tao ở nhà tao làm xong tên bấm điện thoại này nè chơi vậy thôi, không có làm gì hết. Thì mình nói là anh ơi, anh rảnh thì ông phụ giùm em tưới cây giùm em với. Tại vì ở nhà có mình nội, mà ông nội em bị ung thư nên em phải đi khám. Ủa cái nó bác sĩ tao phải làm, tao đi làm cực khổ rồi bác sĩ tao làm nó. Trong khi là chồng em á là làm tiền của nó làm mà nó giữ, em làm là em giữ, nó không có đụng chạm gì tiền của nhau hết. Vậy thực ra lúc hai bạn yêu nhau, cưới nhau thì hai bạn có thực sự đã yêu nhau chưa? Lúc đó thì tụi em lúc đầu tụi em mới quen có 10 tháng à, cũng có yêu, nhưng mà em không có nghĩ là người chồng mình sau khi cưới về nó sẽ khác vậy. Em cứ lúc đó là em cứ nghĩ như là khi yêu là màu hồng và khi cưới nhau cũng màu hồng á chị. Lúc đó chồng của em lúc đầu thì trong em trước khi cưới á là người rất là thương vợ con, cũng lúc nào cũng luôn nhận nhịn vợ con, cũng không có nghĩ là sẽ coi thường mình đến mức đó.
rồi cũng không có nghĩ là sẽ đánh mình khi mình cưới xong. Mình giống như là cuộc hôn nhân đầy màu đen. Thực ra không có sự thay đổi nào ở đây hết á. Chỉ đơn thuần đó là khi chúng ta yêu nhau thì chúng ta yêu ở một cái mức độ với một cái hình ảnh khác. Còn khi chúng ta cưới thì cả hai lại phải đối diện với những vấn đề khác. Khi các bạn yêu nhau, các bạn đâu có đối diện với hóa đơn tiền điện, tiền nước. Có chị. Có, nhưng mà lúc đó là lúc mà yêu nhau thì các hai cũng đi làm. Đúng rồi. Thì cái gì cũng chia nhau hết. Cái gì cũng chia nhau hết. Có nghĩa là lúc mình yêu nhau, mình đã có một cái cuộc sống khác. Khi mình cưới nhau về, chẳng có ai thay đổi ở đây đâu. Nhưng cái cuộc sống của mình nó thay đổi. Người ta gọi nhau là chồng là vợ, sau đó sẽ là cha là mẹ, rồi những cái gánh nặng cuộc sống. Mà nếu như chúng ta không lường trước được những điều này, và tình yêu chúng ta không đủ lớn, và đặc biệt là cả hai chưa trưởng thành, thì lúc này nó sẽ khác rất là nhiều. Chồng em nói với em kêu là: ta đưa tiền cho mày, mày nuôi trai hả? Là mới cưới về làm một hôm, nghĩa là hai đứa chuyển vô trong Biên Hòa làm, là em bán hàng online. Lúc đó em bán được cưới nhau gần 2 năm trời mà không thấy đưa tiền cho mình dữ vậy. Cái em mới nói cái anh sao mà tiền anh làm không đưa em dữ vậy. Cái kêu khi nào mày đẻ rồi tao đưa tiền, tao để trong thẻ đây. Xong cái mình cũng thôi, mình cũng bỏ qua, là ăn uống trong nhà tất cả là em lo hết, em cũng tự lấy tiền của em. Rồi cái nhiều lúc cái đi chơi, chị đi chơi với anh em trong nhà của em á, thì nó dành trả, để anh trả cho, để anh trả. Xong về nhà sau lưng chỉ có hai đứa thôi, nó kêu hồi nãy tiền ăn của mấy anh em mày ta trả đó 200, là em phải tự móc tiền túi em trả. Thực ra cái người mà người ta yêu nhau á không ai tính vậy hết. Vậy thì cái điều quan trọng ở đây không phải là lúc đó em kiểu em cũng bất ngờ chị, cái kiểu ủa sao trước giờ khi cưới nó không vậy, mà sau khi cưới xong nó gì, cái kiểu ủa sao nó hiện lỗ mang tính tính toán ra rõ vậy ta. Mà thôi mình cũng kêu thôi người ta đòi thì mình đưa, mà mình cũng mới xong hẳn đưa thì đưa. Dần dần cái người ta đi làm về tự nhiên mua đồ ăn sáng ấy. Trước mặt mọi người là làm muốn kiểu là rất là thương vợ con, mua đồ ăn sáng cho vợ ha. Xong đó hồi nãy tôi mua đồ ăn cho mày đó 15.000. Ngoài cái việc các bạn không yêu nhau thì nó còn là chuyện là chưa trưởng thành nữa. Dạ đúng rồi. Bởi vì người lớn, người trưởng thành không ai cư xử kiểu đó cả. Dạ. Vậy thì quay trở lại từ cái trải nghiệm của ba mẹ mình, anh thấy bản thân cho mình đến cái trải nghiệm của bản thân mình, thì thực ra cái điều cốt lõi nhất vẫn là câu chuyện phụ nữ phải rất là tự lập. Dạ. Phụ nữ, bản thân phụ nữ phải tự lo tốt cho chính mình cái đã. Dạ. Thì chúng ta mới có thể tự tin để điều khiển, để vận hành, để sống tốt trong những cái mối quan hệ còn lại. Bởi vì mọi sự phụ thuộc nó đều dẫn đến câu chuyện là bạn sẽ bị đánh úp và bạn sẽ bị phụ bạc bất cứ lúc nào. Nên bây giờ là em khác rồi, bây giờ là em cũng tự làm ra tiền của mình, em tự xài tiền của mình, đó là em cũng không có đặt nặng vào là mình lấy chồng là chồng mình phải nuôi mình như hồi xưa. Như vậy thì rõ ràng là thông điệp của câu chuyện ngày hôm nay, bên cạnh cái tâm tư mà bạn ấy muốn nói, đó là những người chồng hãy nghĩ về những ngày tháng cơ hàn, hãy nhớ về người vợ tào khang. Thì nó còn có một cái thông điệp nữa, đó là chính bản thân chị em phụ nữ phải là những người rất là tự lực tự cường. Dạ. Dĩ nhiên chúng ta là nữ giới, với những cái đặc thù của chúng ta thì chúng ta sẽ tự lực tự cường theo kiểu của một cái người nữ giới, chứ cũng không ai bắt mọi người phải cơ bắp, phải mang vác như một cái người đàn ông. Nhưng cái sự tự tôn cá nhân nó chỉ có thể hình thành khi chúng ta tự tin rằng là mình vẫn có thể tự lập được, mình sống tốt cái cuộc sống của mình mà không phụ thuộc vào bất cứ ai. Và thực ra thì có một điều nữa mà chị rất là muốn được nhắn gửi với riêng em, đó là những cái chấp niệm bản thân em phải biết bỏ xuống. Và cái thứ hai, có những chuyện nó thuộc về chuyện đã rồi mà mình vẫn còn giữ những cái sân hận trong lòng mình á, thực tế nó chỉ hủy hoại cái cuộc sống của riêng em. Năm anh. Rồi, coi như bây giờ chuyện thì cũng đã kể xong, chuyện của ba mẹ, rồi chuyện của mình. Em có quyết định là sẽ bật sáng đèn phim trường để mọi người biết mình một cách tường tận luôn không? Hay vẫn muốn ngồi trong bóng tối như thế này? Vì nói với gia đình của mình á, là sợ gia đình mình biết. Còn nói bản thân mình thì sao cũng được. Nhưng nghĩ là mình vẫn đang muốn là thôi mẹ cứ vui đi. Dạ anh làm, cũng không em muốn... chỉ cần mẹ em vui thôi. Còn thà ví dụ bản thân mình á, thì mình xong được tập và mình đang nói với ba của mình. Nó cũng như vậy, nó cũng không may cho lắm. Em không muốn. Cảm ơn em. Và dĩ nhiên rồi, mọi quyết định của từng nhân vật đến với chương trình đều sẽ được tôn trọng. Và mọi người chúng ta cũng chỉ có một vài nhóm nguyên nhân cơ bản cho cái việc không bật đèn thôi. Một là vì cái người mà mình sinh ra, tức là vì con. Rồi thỉnh thoảng là vì cha mẹ, tức là vì cái người mà sinh ra mình.
đó. Cuối cùng rồi thì cuộc đời cũng chỉ có một vài người như vậy để chúng ta phải bận tâm và chúng ta phải sống tốt vì họ thôi, đúng không? Chị hy vọng là em sẽ đủ sự từ bi và cả một cái sự cởi mở để mình có thể đón nhận những cái chuyện đã diễn ra và mình tưới tắm lại cho tâm hồn của mình. Nó không còn gọi là héo rũ, nó không có còn những cái lời trách cứ, nó không còn những cái điều mà mình ghim gút trong lòng mình, để mình trở thành một cái người luôn luôn nhìn cuộc đời này một cách đau khổ. Thì lúc đó em mới vui và mẹ em cũng mới vui. Mẹ em giờ vui lắm chị. Cảm ơn em. Và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu của mình để luôn đồng hành cùng với chương trình. Câu chuyện tuần này là một cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng là đương sự là những người bị ảnh hưởng bởi những cái mối quan hệ đến từ người thứ ba. Vậy thì một lần nữa chúng tôi tin rằng là việc chúng ta giữ gìn hôn nhân hạnh phúc, việc mà chúng ta vượt qua cám dỗ và chúng ta luôn luôn đồng hành cùng với nhau để có những cái mối quan hệ hôn nhân keo sơn, nó không đơn thuần là câu chuyện của hai người lớn, ở đó còn là niềm tin của những đứa trẻ mà trong quá trình lớn lên, từ cái hạnh phúc hoặc là cái đổ vỡ của cha mẹ mình, mà những bạn ấy có thể có những cái sự định hình rất là khác nhau về tương lai. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian và tình cảm cho ekip Người Thứ Ba, để mỗi tuần trôi qua chúng ta lại được lắng nghe một câu chuyện. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình của tuần này hết rồi. Chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau và cùng hẹn nhau vào tối thứ ba tuần sau lúc 20 giờ mọi người nhé.